Năm 2023 tuổi nào ngũ hành bản mệnh sinh con tốt Năm quý máu 2023 ngũ hành kim bạch kim Tức là kim loại mạ vàng Và xét theo ngũ hành thổ sinh kim và kim sinh thủy Do đó cha mẹ mạng mệnh kim và thủy hợp sinh con năm 2023 Về mặt ngũ hành Các tuổi mệnh thổ hợp sinh con 2023 là Bính Thìn 1976, Đinh Tị 1977, Cách Ngọ 1990, Tân Mùi 1991, Mậu Dần 1998 Vì thổ sinh kim, cha mẹ mang hành thổ sinh con mệnh kim trong năm quý mão là hợp nhất các tuổi mệnh thủy hợp sinh con là bính tý 1996 nhâm tuất 1982 bính ngọ 1966 quý hợi 1983 giáp dần 1974 ất mão 1979 vì kim sinh thủy đứa trẻ sinh ra sẽ là cuộc quý của cha mẹ bồi dưỡng cho cha mẹ được mạnh khỏe đầy phúc khí các tuổi mệnh kim hợp sinh con 2023 là nhâm thân 1992 giáp tý 1984 canh tuất 1970 ất sửu 1985 canh thìn năm 2000 tân hợi 1971 vì kim gặp kim sẽ tương tự nhau về tính cách cũng như là lối sống như vậy cuộc sống gia đình sẽ hòa hợp tránh được những tranh cãi trong đời sống quý vị nhé